Việt Vinh Audio xin kính chào tất cả anh em. Trong clip này Việt Vinh giới thiệu đến anh em một chiếc lọc xì Equalizer. Và như anh em đang nhìn thấy trước màn hình thì là chiếc lọc xì này là mỗi bên có 10 cần gạt và hệ thống đèn nháy ở giữa. Chiếc lọc xì này nó là sự kết hợp của hai hãng Inken và SAE. Chiếc lọc xì Inken SAE này nó có model là E102. Nó được sản xuất tại chính trên nước Mỹ tại thành phố Los Angeles. Và cái hãng SAE này là nó có trụ sở tại Mỹ. Và chiếc lọc xì Equalizer này nó được sản xuất theo công nghệ của Mỹ, tức là theo tiêu chuẩn của Mỹ. Và như anh em biết rồi thì tiêu chuẩn của Mỹ về chất âm thanh của Mỹ thì nó mang về uy lực và tiếng đầm. Vì vậy, chiếc lọc xì Inken SAE E102 nó cho một chất âm rất là dày anh em ạ, và rất là khỏe. Công suất của nó là 18W. Mỗi bên có 10 cần gạt. Việt Vinh sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em và sau đó thì chúng ta sẽ xem qua mặt sau và chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về chiếc lọc xì này. Đầu tiên là hệ thống đèn nháy của chiếc lọc xì này. Nó có hai chế độ, mà chế độ tắt và bật. Tắt bật thì anh em ấn nút này, anh em nhớ cho nhé. Anh em nào sau có mua thì chú ý clip của Việt Vinh và làm theo Việt Vinh. Đây, hiện tại thì Việt Vinh đang tắt nó đi và bật nó lên. Đó. Còn cái phần này là âm decibel, tức là giảm xuống, tức là giảm cái tia này xuống. Đó, khi giảm xuống thì trừ khi mình mở to lên thì nó mới đẩy lên một chút. Hiện tại Việt Vinh đang mở cái nguồn phát rất là nhỏ. Đấy, anh em nhìn thấy display, đó là màn hình. Còn đốt này chính là cái quả bóng. Khi Việt Vinh mở thì nó sẽ hiện quả bóng. Đấy, quả bóng đang nhảy múa đấy. Còn đây là cổng thôi. Đây là cổng pin noi, tức là tiếng ồn màu hồng, pin là màu hồng mà. Pin noi màu hồng, tiếng ồn màu hồng thì Việt Vinh cũng không hiểu rõ nghĩa của nó là gì. Đây là chế độ tắt ra đi, tức là tắt xong rồi cho chế độ nghỉ. Nó rất là đơn giản thôi, không có cái gì cả. Đây là ba giải tần của nó, bass, trung, treble. Anh em tự chỉnh theo ý muốn của mình. Tốt nhất thì anh em nên chỉnh theo hình sin là hình hay nhất. Còn bình thường thì anh em hay chỉnh hình chữ V. Chữ V thì anh em hay mặc định chữ V là thông dụng nhất. Nhưng mà nếu mà để mà chỉnh equalizer lọc xì thì anh em nên chỉnh hình sin. Chỉnh hình sin là hình hay nhất. Và bây giờ Việt Vinh sẽ cho anh em xem qua cái mặt sau của nó. Chiếc equalizer này rất là mới anh em nhé, rất là mới. Đây là nguồn vào này anh em này, đây là nguồn vào, đấy, nguồn vào, nguồn ra. Hiện tại thì Việt Vinh đang kết nối cùng cục đẩy ground của Mỹ. Đây là tín hiệu vào này, tín hiệu ra xuống cục đẩy này, đây, cục đẩy này, đó, tín hiệu cục đẩy, đây là nguồn vào. Bên này cũng vậy, bên này là gồm một cổng in và cổng out. Cái tab này là cổng ghi anh em nhé. Anh em chú ý cho là không phải là cổng ra tín hiệu đâu, mà nó là cổng ghi. Thưa anh em, có một cái đầu băng gì đấy anh em cắm vào đây thì nó sẽ ghi, hoặc là anh em dùng chín chiếc Equal lọc xì này đánh ra súp. Nếu muốn đánh ra súp thì anh em cắm cổng này nhé, anh em cắm cổng ao này thì nó sẽ có tiếng súp đấy, không cần phải cắm qua âm ly hay là cắm qua vang số nữa. Nếu anh em kết hợp chiếc equalizer này với cả vang số và cục đẩy, hoặc là và equalizer và cục đẩy, thì anh em chỉ cắm súp vào đây là xong thôi. Súp điện nhé, không phải súp hơi đâu. Súp hơi thì anh em phải cần công suất để đánh nó. Đấy, thì là chiếc lọc xì này, đây là thông số của nó anh em nhé. Đấy, model E102. Nguồn điện của nó là 100V, 220V và tần số là 60Hz. Đấy, anh em nhìn kỹ chưa? Đấy. Còn chỗ này này, đây,
nó có chữ tiếng Anh này, đấy. Manufactory này, under licensed by SAE INC, tức là được sản xuất theo giấy phép của hãng SAE đặt trụ sở tại Los Angeles, USA. Chỗ này là cầu điện của nó. Thì hiện tại Việt Vinh đang gạt ở cầu 220V. Nếu anh em nào thích dùng nguồn điện 100V thì anh em vặn cái vít để ra và gạt lại thôi là xong. Và hiện tại Việt Vinh đang để nguồn điện 220V cho đỡ cắm nhầm. Chiếc lọc xì này tiếng của nó rất là chất anh em ạ, thì tiếng của nó rất dày. Và công suất của chiếc lọc xì này là nằm ở đâu ạ? Đây. À, công suất của chiếc lọc xì này là 18W anh em nhé. Thường thường lọc xì là nó chỉ khoảng tầm 8W, 10W, 12W, 14W thôi. Ít trường hợp 16 và cũng rất ít trường hợp 18. Và ví dụ như là trừ những hãng lọc xì của Victor, ví dụ như là dòng hàng khủng PST-1000 thì lọc xì của nó là 24W. 18W thì đã là kinh khủng rồi, 24W còn kinh khủng hơn nhiều. Và bây giờ Việt Vinh xin mở to nhạc cho anh em nghe. Đẩy lên. Thank you.
Anh em vừa nghe qua phần giới thiệu của Việt Vinh về chiếc lọc xì Inken SAE-E102 này. Chiếc lọc xì này được sản xuất chính trên nước Mỹ, nó theo công nghệ của Mỹ nên anh em yên tâm về độ bền và chất tiếng của nó. Và chiếc lọc xì này Việt Vinh Audio bán với giá là 3,5 triệu, mức giá chuẩn cho anh em 3,5 triệu. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh thân ái xin chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những clip sau.